giới kia quay cuồng. Em sẽ sống trong hạnh phúc sau bình minh. Thế giới của mình nhỏ thôi, chỉ cần em thấy anh vui. Không sao mà em đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy để em trao cho.